về truyện ngắn. Ông được mời đi giảng lớp học ở Campuchia với tinh thần giúp đỡ các nhà văn trẻ về cách viết, xây dựng bố cục một truyện ngắn. Về lớp học, tôi nhận giảng dạy cho lớp học cán bộ văn hóa. Đây là một lớp học đặc biệt có nhiều cán bộ cấp vụ như ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, ông Giám đốc nhà hát Phnom Penh, một số tri thức. Phần lớn có thể nghe được bằng tiếng Việt, có một ít kiến thức về văn học Pháp, văn học Campuchia. Họ cũng biết một ít tác phẩm của văn học Việt Nam như là Truyện Kiều hay thơ của Nguyễn Trãi. Việc giảng dạy chủ yếu là thiên về lý luận, những quan điểm của Marx, Engels về văn học nghệ thuật, một số ý kiến về đường lối văn học Việt Nam, các hiện tượng văn học Việt Nam tiêu biểu. Ngoài ra, phải liên hệ với văn học Campuchia. Tất cả học viên khoảng 30 người ngồi xoay quanh bàn bầu dục to dài, ở giữa có đặt những đĩa thủy tinh chứa đầy bánh ngọt. Có thể học viên vừa nghe vừa nhấm nháp, miễn là không nói chuyện. Học viên có thể trao đổi, có thể đặt những câu hỏi trong giờ học. Ví dụ, ông giám đốc nhà hát qua vở diễn Tum Tiêu có hỏi: ở Việt Nam có vua tốt không và tốt như thế nào? Việc đánh giá hiện nay các vị vua chúa ấy. Các câu hỏi cụ thể có, khái quát có, và tôi cố gắng giải đáp đầy đủ. Ông Nguyễn Bắc, đặc trách về văn hóa ở Campuchia lúc này, một lần đến thăm lớp và có hỏi mọi người: tốt chứ? Học hành tốt chứ? Giáo sư là chuyên gia đầu ngành. Ông nói rồi cười vui vẻ: tôi cũng tham gia dạy lớp nhà văn trẻ những kiến thức lý luận cơ bản về văn học. Nhà văn Hữu Thỉnh cũng tham gia giảng dạy cho 2 lớp. Ở Campuchia, chúng tôi được tham dự ngày Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây, một ngày Tết lớn của Campuchia. Từ sáng, đoàn đi ra ngoài thành phố đến một số chùa chiền. Không khí tấp nập, náo nhiệt, vui tươi, đúng là một ngày hội. Nhà văn Kim Lân tỏ ra rất hào hứng. Đã ở gần tuổi 70, ông vẫn đi lại thoăn thoắt lên một ngôi chùa cao khi chúng tôi còn đang ở phía dưới, đã thấy ông ở trên cao chót vót. Đặc biệt, ông ấy rất chú ý đến nghệ thuật múa, nghệ thuật điêu khắc ở chùa chiền. Đúng là người dân Campuchia có một bàn tay tài hoa trong các nghệ thuật tạo hình. Một lần đi thăm đền vàng, đền bạc, ngôi đền lớn ở Campuchia, ông trầm trồ khen ngợi các pho tượng. Đền vàng có nhiều tượng vàng đúc nguyên khối, có pho tượng vàng mà dải áo bay cũng là vàng. Nhà văn Kim Lân nói: chỉ cầu xin được cái dải áo này cũng đủ để chi tiêu. Là một nhà văn có năng khiếu về nghệ thuật, cho nên ông tiếp nhận được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật Campuchia. Chúng tôi tiếc là không có dịp đi thăm Angkor Thom và Angkor Wat, vì theo bộ văn hóa lúc này, ở đấy đang có chiến sự. Trong những ngày sống gần ông, tôi thấy ông sống giản dị, chuyện trò gần gũi, và nhận xét chính xác, chân thực và công bằng rất nhiều hiện tượng văn học. Sau những ngày công tác ở Campuchia, đoàn ra về, nhưng ông lại phải ở lại để giúp đỡ lớp học viên trẻ xây dựng tác phẩm. Lúc chia tay, ra về thật bùi ngùi. Thương ông ở lại một mình, không có người chuyện trò gần gũi. Vào khoảng 12 năm sau, trong một dịp Tết, tôi đến chúc Tết nhà thơ Tố Hữu. Đến cổng, tôi thấy một chiếc xích lô gếch cảng lên cạnh cổng. Tôi hỏi, anh xích lô trả lời và đang đợi một nhà văn vào thăm nhà thơ Tố Hữu. Vào đến nơi mới biết, đó là nhà văn Kim Lân. Trời rất rét, nhà thơ Tố Hữu mời tôi và nhà văn Kim Lân vào trong có lò sưởi chuyện trò. Kim Lân là nhà văn được nhà thơ Tố Hữu quý mến, như những người bạn đời gần gũi. Ngồi một lát, chị Thanh, vợ của nhà thơ Tố Hữu, mang lên đãi khách một đĩa giò bò là đặc sản của Bắc Ninh. Nhà thơ Tố Hữu nhắc chị phải cho một ít hạt tỏi, nhắm rượu với giò và hạt tỏi. Tôi cũng theo các anh nhấm nháp một miếng giò, ngồi một lúc tôi nói: tôi xin phép hai anh, tôi về trước. Nhà văn Tố Hữu hỏi tôi đi đâu, tôi nói: nhân tiện tôi đi thăm 1-2 người bạn. Tố Hữu hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi, tôi trả lời là 60 tuổi. Anh nói tiếp: 60 tuổi không phải đi thăm ai cả, ai đến thăm thì thăm thôi. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Ra cổng, tôi nhìn chiếc xích lô và nghĩ đến cách đi thăm bạn của nhà văn Kim Lân, mộc mạc, giản dị và theo ý mình.
Ông được nhiều bạn bè quý. Vào những năm cuối đời, tôi lại làm phiền ông một lần nữa. Tôi đến nhà và muốn được hỏi ông một số ý kiến về tự lực văn đoàn. Ông không có chân trong tự lực văn đoàn, nhưng ông sống cùng thời, so le một số năm chắc chắn sẽ có những nhận xét tốt. Tôi viết một công trình về tự lực văn đoàn, khởi đầu là bài viết về tự lực văn đoàn năm 1956 khi tôi là chủ bút tờ Sinh viên Việt Nam. Đây là một hiện tượng văn học lý thú, đòi hỏi khám phá công phu, có nhiều thời gian tham khảo, phỏng vấn ý kiến của nhiều nhà văn. Nhưng rồi, tự lực văn đoàn như bị quên đi do không khí thời cuộc của những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi vẫn theo dõi, vẫn tìm hiểu về tự lực văn đoàn trong thời điểm này qua những tác phẩm của các nhà văn Việt Nam và ý kiến của các nhà văn miền Bắc. Các nhà văn nhà thơ Huy Cận, Tô Hoài, Bùi Hiền, Nguyễn Văn Bồng đều không phải là thành viên của tự lực văn đoàn, nhưng có nhiều ý kiến hay về văn đoàn này. Mãi đến năm 1987, với công cuộc đổi mới của Đảng phát động, tự lực văn đoàn dần được khôi phục và định vị, tôi đã có điều kiện để viết một chuyên luận và tham khảo thêm ý kiến của các nhà văn nhà thơ. Tôi tìm đến nhà văn Kim Lân. Trong căn phòng chật hẹp và ấm cúng, tôi đề xuất ý kiến là xin mời ông ra một quán ăn Italia ở đầu ngõ để chuyện trò cho thoải mái, vì chắc câu chuyện sẽ dài để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Nhà văn Kim Lân nhận lời và tôi được thong dong hỏi chuyện ông. Ở tuổi 80, ông vẫn minh mẫn trả lời tôi từng câu hỏi cặn kẽ. Ông bảo, tuy ông là nhà văn hiện thực viết theo một lối khác, nhưng ông cũng thích tự lực văn đoàn. Theo ông, phải kể đến hai ưu điểm. Trước hết là khả năng tập hợp những người tài giỏi cho văn đoàn ở nhiều lĩnh vực. Người của văn đoàn không nhiều, chỉ khoảng 7-8 thành viên, nhưng họ làm được nhiều việc, họ biết tổ chức công việc và thu hút được sự tham gia, sự ủng hộ của các nhà văn khác, kể cả là những nghệ sĩ thuộc các ngành nghệ thuật khác. Điểm thứ hai, tự lực văn đoàn là văn đoàn của văn chương. Tờ báo Phong Hóa thời này chủ yếu là đăng các tác phẩm về văn học, tiểu thuyết và thơ ca. Tuy nhiên, phải thấy tờ báo đã khai thác được nhiều ý kiến, tiếp nhận được nhiều tác phẩm của các ngành nghệ thuật khác. Cứ xem lại tất cả những bức tranh của tự lực văn đoàn, đặc biệt là trong những số Tết, thì thấy rõ khuynh hướng của văn đoàn này. Chú trọng tính dân tộc, tính dân gian của các bức tranh, phê phán thực dân một cách khéo léo. Nhà chức trách nhiều khi cũng khảo sát, tra cứu về tác giả của các tác phẩm, nhưng mọi việc rồi cũng được tờ báo xử lý một cách khéo léo và an toàn. Câu chuyện với ông kéo dài, nhiều món ăn ngon, nhưng ông chỉ nhấm nháp chút ít. Tôi xin phép ông để nhà hàng chuyển thức ăn về nhà. Ông không nói gì. Từ sau buổi gặp ấy, tôi cũng không có dịp nào để được gần gũi ông. Cuốn sách Tự lực văn đoàn được in ra, trong đó có bài viết về ông. Tôi mang đến nhà trân trọng, biếu ông. Ông cầm quyển sách dở ra các trang và chỉ nói một câu: việc anh làm có ích. Tôi cảm ơn ông và luôn ghi nhớ về những kỷ niệm được gần gũi, được chuyện trò và được ông chỉ bảo cho nhiều ý kiến sâu sắc. Ra về, tôi nghĩ đến một thế hệ các nhà văn sinh năm 1920 và sau trước ít năm như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Anh Thơ, Tố Hữu, Kim Lân, Nguyễn Xuân Xanh, những tài năng trong văn học đã xuất hiện trong thời điểm này. Có lần nói chuyện với nhà thơ Huy Cận về vấn đề này, ông nói vui: có thể có những tia sáng nào đó của mặt trời đã chiếu xuống, làm nảy nở tinh hoa của một lớp người. Chúng tôi may mắn được thừa hưởng điều đó. Ông cười vui vẻ và nói tiếp: tài năng không chỉ quy tụ một lần mà có thể lại tiếp nối ở những chặng đường sau. VTC Now.